thức bạn tìm số phận và tạo dựng cho mình một gia tài. À, mình đã đọc xong chương 10, nhờ nhóm trưởng Xuân Nguyên phân tích giúp nhé. Cảm ơn mọi Rồi. người đã lắng. Cảm ơn chị Ngải Bùi đã đọc sách rất là năng lượng. Chương này cũng rất là hay đúng không ạ? À, những cái chương sách cho mỗi chương đi thì thực sự thì như thế là cuốn này nó cũng khá là dễ hiểu so với nhiều cái cuốn khác mà về kinh doanh mà nó dạy cuốn này thì tác giả giải thích cho mình rất là cặn kẽ là từng nhóm góp phần tư thì là như thế nào. Và đương nhiên thì mình sẽ không tập trung vào nhóm L hay nhóm T, mình tập trung vào nhóm C và nhóm D, nhóm mà mang lại cho mình cái sự thành công lớn nhất về tài chính. Thì hôm qua là mình đã đọc về giá trị một đúng không? Giá trị số 1. Còn hôm nay thì làm giá trị số 2, đó là con đường hiệu quả để phát triển cá nhân. Con đường hiệu quả để phát triển cá nhân. Là ta ở giá trị thứ hai này thì sẽ tập trung vào cái sự là phát triển cá nhân. Khi mà mình nghĩ đến làm một cái công việc ấy thì đa phần là mọi người đều nghĩ đến là thu nhập bao nhiêu, tiền bao nhiêu, nhưng mà cái yếu tố cốt lõi ấy, là mình phải nâng giá trị bản thân của mình lên. Giá trị của mình thì bao gồm những gì ạ? Tư duy gốc rễ của mình này, kiến thức của mình này. Mình phải làm sao mà cho mình trở thành một con người, một hoàn toàn khác. Không phải là vấn đề là mình thay đổi việc làm, mà đây là vấn đề là mình thay đổi giá trị của mình, trở thành một cái con người khác, để mình có thể là trở thành một chủ doanh nghiệp ở góc phần tư C. Mình vận hành một công việc kinh doanh. Thực tế là mình thay đổi những giá trị cốt lõi. Giá trị cốt lõi hay là nói đúng hơn là thay đổi chính con người của mình. Chính con người mình đi. Giống như là có một cái ví dụ như là bác Donald Trump đi. Thì bác có một cái câu chuyện rất là nổi tiếng mà ai trong giới kinh doanh thì đều biết. Đó là bác từng có cái giai đoạn là không dương 9 tỷ đô. Nhưng mà chỉ trong vòng một thời gian ngắn thôi, bác đã từ không dương 9 tỷ đô. Rồi sau đó là tăng lên cái con số là dương 3 tỷ đô. Mà đã có một cái cú lội ngược dòng, tăng đến tận 12 đô la Mỹ. Đúng không? Tức là vừa trả hết cái số tiền là 9 tỷ đô, vừa tăng thêm là 3 tỷ đô nữa, là tổng cộng là 12 đô la Mỹ. Và tại sao mà ông ấy làm được như vậy? Đó là bởi vì ông ấy đã trở thành là 1 tỷ đô la rồi. Có thể là trên cái con đường mà tỷ đô la thì sẽ có những cái thách thức, và sẽ có những cái gập ghềnh gì đấy. Nhưng mà quan trọng là bác là tỷ đô la và bác không chấp nhận cái mức thấp hơn tỷ đô la. Hay mình có thể nói là tư duy gốc rễ của bác là tư duy của 1 tỷ đô la. Hay cái nhiệt kế tài chính của bác là nhiệt kế tài chính của tỷ đô la. Cho nên cho dù bất kỳ trường hợp nào, cho dù có những cái thách thức, thì trong ngắn hạn có thể là mình sẽ lùi cái mức tài chính của mình chút. Nhưng mà trên cái con đường dài hạn thì là mình vẫn cái tài chính của mình nó luôn trở về cái đúng với cái giá trị bản thân của mình. Cho nên là kể cả là đối với anh chị em là mình trúng số đi thì là nhưng mà cái giá trị bản thân của mình nó không phát triển để đạt được cái con số tài chính như như cái số tiền mình có, thì bằng cách này cách kia thì mình cũng chỉ sở hữu được cái tài sản mà mình xứng đáng nhận được với cái giá trị bản thân mình thôi. Cho nên là mình không, ở đây mình không có đặt nặng cái việc là công việc thu nhập bao nhiêu tiền, mà mình đặt nặng cái vấn đề là mình đặt nặng cái câu chuyện này là mình là ai, mình trở thành ai, mình muốn trở thành ai và mình cần phải làm gì để mình trở thành cái người mà mình mong muốn, và mình giá trị bản thân của mình là như thế nào.
giá trị bản thân mình là gì, và tài chính của mình thì sẽ tương ứng với giá trị bản thân của mình. Và tác giả cũng kể một cái câu chuyện thì cũng từng kinh doanh không thành công. Như bác Robert Kiyosaki thì từng là kinh doanh cũng không thành công từ hồi trẻ, cũng nhiều lần. hai lần mà hai lần thì đều là do về đối tác. Và trong đây thì không có kể cụ thể là bác ấy trải qua cái sự không thành công gì, nhưng mà có một điều đó là bác ấy nói là khi mà bác có thành công ấy thì là bác ấy kiêu ngạo và ngu ngốc. Là khi mà thành công của mình đến lớn quá nhưng mà cái giá trị bản thân của mình chưa phát triển đến đến cái nhiệt kế tài chính đó. Giống như là hôm qua nhóm trưởng anh Khởi Phạm cũng có chia sẻ ở phần này. Khi mà mình đạt được cái thành công lớn quá trong một cái thời gian ngắn nhưng mà mình không có sự chuẩn bị trước cho cái sự thành công của mình thì nó cũng không thể nào giúp cho mình duy trì được cái sự thành công đó. Và bác với Robert Kiyosaki thì là bị vào cái trường hợp đó, bác và những đối tác của mình. Những cái đối tác này cũng không chất lượng lắm. Và khi mà có những cái số tiền rất là lớn về và mọi người, bác và những người cộng sự của mình thì tiêu xài hết những cái số tiền đó vào tiêu sản, mua xe, rồi những cái cuộc vui chơi, chứ không có tái đầu tư vào công việc kinh doanh. Và bác coi đó là một cái sự kiêu ngạo và ngu ngốc. Và đến bây giờ thì tình cảnh nghèo đói và khiêm nhường thì giúp cho bác trở thành một người sinh viên. Và người sinh viên tức là sao? Tiếp tục học tập, tiếp tục là phát triển bản thân. Cho nên bài học ở đây mình rút ra là gì? Mình không nên đợi là đến khi mình thất bại nhiều lần rồi mình mới học tập, mà mình phải học tập ngay từ khi là học tập ngay lập tức và luôn luôn giữ cho mình một cái gọi là luôn luôn phát triển, luôn luôn học tập, luôn luôn tiếp nạp thêm những kiến thức. Bởi vì mình phải hiểu ra là kiến thức là vô cùng vô tận. Những người mà có kiến thức thì họ luôn luôn cảm thấy là học không bao giờ là đủ. Còn những người mà cảm thấy là mình học cái này là đủ rồi thì thực chất là đầu óc họ rỗng tuếch, họ rất là rỗng, cho nên là họ không hề biết rằng là ở thế giới ngoài kia rất là có nhiều kiến thức mà mình không biết. Còn những người mà người ta giỏi, kể cả là ở chỗ như là tỷ phú đô la đi, giàu nhất thế giới đi, những người mà giàu nhất hành tinh thì cũng không ngừng học tập, không ngừng phát triển. Bởi vì là khi mà họ đã học phát triển rồi thì họ càng biết cái giá trị của cái việc mà có kiến thức. Cho nên là ngay từ bây giờ thì chúng ta hãy phát triển bản thân mình và tiếp nạp thêm tư duy kiến thức cho mình. Đừng có đợi đến khi là mình rơi vào cái tình trạng là không an toàn về tài chính. Nhưng mà nói thì nói như vậy, đa phần tất cả gần như là 95% đi, thậm chí là chắc còn hơn cái số nữa, thì đa phần mọi người thì khi nào mà mình cảm thấy là mình cần kiến thức, khi nào mình gặp một cái gì đó mà không thuận lợi về tài chính thì mọi người bắt đầu là đi tìm kiếm cái con đường thành công. Và các anh chị em mình hãy xem lại đôi khi là chính mình ấy, tại sao mà mình kết nối với những học tập, là đôi khi là vào cái thời điểm mà mình mong muốn khát khao, mong muốn thay đổi thì mình mới kết nối với những học tập. Là trước đó là mình đã từng có những cái mà va vấp gì đấy trong công việc, nên là mình kết nối với nhau. Thường là đa phần là thì nói chung là sớm hay muộn, nhưng mà ít nhất là mình đã biết đến môi trường học tập, đúng không ạ? Và mình hãy đặt cho mình là cái mục tiêu là ngay lập tức nghiêm túc học tập 100%. Và làm sao mà không những là học tập ngay hôm nay cái bây giờ, mà là tương lai của mình sau này mình vẫn phải luôn luôn tiếp tục, mình tiếp nạp tư duy kiến thức và cho con cái của mình sau này nữa. Bởi vì là nếu như mà mình chừng nào mình ngưng tiếp nhận kiến thức đi thì mình sẽ bị tụt hậu lại so với kiến thức của xã hội, kiến thức của thế giới, kiến thức của thị trường. Nhưng mà nhiều anh chị em thì không có nhận ra cái điều này. Có thể là đồng hành 1 tháng 2 tháng hoặc là 1 năm 2 năm,
khi mà họ cảm thấy là giải quyết được cái tài chính của mình rồi thì rời xa nhớ học tập rất là nhiều ha. Nhưng mà khi rời xa thì sao? Khi rời xa vòng tay của học tập thì bắt đầu là không học tập nữa, không tiếp nhận thêm những kiến thức mới nữa, và họ tiếp tục là họ đi lùi. Có nhiều anh chị em thì quay lại lần 2, lần 3. Có nhiều anh chị em thì là thất bại nhiều lần quá xong rồi là đi luôn, không quyết định là học luôn. Nên là chúng ta phải có cái quyết định đúng, tư duy đúng, học tập ngay lập tức và phải nghiêm túc đồng hành, cam kết 100%. Có những cái buổi học nào của nhà học tập mình phải tham gia hết. Rồi. Và quan trọng là về chương này thì nói về sự phát triển bản thân của mình. Phát triển bản thân của mình ha. Và cái sự thành công của mỗi người thì là được đo lường dựa trên cái mục tiêu của mỗi người. Mình không thể nào mình áp cái mục tiêu của mình và cho người khác được. Chẳng hạn như là mình muốn làm, ví dụ đi, ví dụ như là Nguyên muốn làm tỷ phú đô la đi, nhưng mà bạn nhóm chủ Huyền Trang thì muốn làm triệu phú đô la. Mình không thể nào mình nói là bạn Huyền Trang là phải, bạn Huyền Trang là mới là triệu phú thôi thì là chưa có thành công, là bạn Huyền Trang phải nỗ lực lên. Hay là ví dụ như là nhóm trưởng ơi, chị Ngãi Ngùi đi, chị muốn là ở mức 3 triệu phú đô la thôi, thì chị Ngãi Ngùi là đạt được 3 triệu phú đô la rồi. Nhưng mà đối với một người mà đạt được, có mục tiêu 3 triệu phú đô la và họ đạt được thì đó là một sự thành công. Nhưng mà đối với một người là có mục tiêu tỷ phú đô la mà khi mà họ chưa đạt được tỷ phú đô la thì đó chưa phải là sự thành công. Cho nên tùy vào mục tiêu của mỗi người mà mình có cái mức mà xác định cái sự thành công khác nhau. Hay là mình chỉ thích là ở nhà, đối với mình là cuộc sống gia đình chồng con là quan trọng nhất. Không cần quá giàu, chỉ cần là gia đình hạnh phúc vui vẻ thì mình hài lòng với cuộc sống đó, thì mình cũng phải thì tức là mình cũng phải tôn trọng cái mục tiêu của người bạn của mình, đúng không? Còn mỗi người thì mỗi mục tiêu. Cho nên ở cuộc đời này thì có những người mà tỷ phú giàu nhất thế giới, cũng có những người tỷ phú giàu top 2, top 3 thôi, rồi top 10, top 100, rồi có những người chỉ làm những công việc rất bình thường thôi. Cho nên là tùy vào mục tiêu mỗi người mà mình phải có cái thước đo của sự thành công. Tuy nhiên là cho dù mình phải bất kỳ một cái sự thành công nào, có thể là mình chỉ là một người mẹ bỉm sữa mình nuôi con thôi, mình mong muốn có đủ tiền cho con của mình đi học, con chăm con, chăm con nuôi con, hay mong muốn của mình là xây dựng một chuỗi doanh nghiệp, thì tất cả là mình cũng phải cần là cái điều là kiên trì theo đuổi lĩnh vực kinh doanh, kiên trì theo đuổi cái mục tiêu của mình, kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Cho dù là mình ở bất kỳ một cái ước mơ này, nếu mà so với một người là, nếu mà mình ở một người là triệu phú đi, mình có thể mình nhìn một cái người mẹ là bỉm sữa mình để nói là họ không cố gắng, nhưng mà một cái người mẹ bỉm sữa mà họ có tiền cho con của mình thì tức là họ đã có cái sự cố gắng rồi, chắc chắn rồi, người mẹ nó phải rất là cố gắng rồi, có thể là có tiền nuôi con, chăm con được. Và cho dù ở bất kỳ mục tiêu, cho dù là mục tiêu của mình cao hay là mình không cao, mình cần phải cố gắng và kiên trì theo đuổi mình. Và một lý do quan trọng nhất là không từ bỏ. Nhưng mà hiểu sâu hơn về cái khái niệm mà không từ bỏ trong trong công việc kinh doanh, thì là đây không phải là mình tự bỏ công việc, hay mình cũng không phải là từ bỏ công ty, mà đối với là công việc kinh doanh thêm mạng, kinh doanh hệ thống, thì là mình từ bỏ sự phát triển bản thân của mình. Từ bỏ sự phát triển bản thân ha. Quay lại cái câu chuyện mà khi nãy Nguyên vừa mới chia sẻ, đó là mình muốn tài chính của mình tăng lên, mình muốn cái thu nhập của mình, tài sản của mình bao nhiêu, thì là mình phải phát triển giá trị bản thân của mình. Giá trị bản thân của mình nó sẽ tương đương với cái con số tài chính của mình. Cho nên khi mà mình không thành công, khi mình không được đạt được mục tiêu, thì có nghĩa rằng là mình đã từ bỏ bản thân của mình, từ bỏ sự phát triển của bản thân. Mình đang nghĩ cũng rất là đơn giản mà. Mình chỉ cần là mình phát triển bản thân của mình lên thôi. Lúc trước thì không có ai chỉ, không ai chỉ làm sao để giàu, không ai chỉ làm sao để đạt được mục tiêu. Nhưng mà sau khi mình học thì mình thấy là cái chuyện, cái lời giải đáp thì rất là đơn giản thôi.
mình chỉ cần là mình tăng tư duy, phát triển bản thân. Thì mình phát triển bản thân ở mức độ nào, ở cấp độ nào, và tùy vào cái mục tiêu của mình thì mình cũng đạt được thôi. Có con đường để mình đạt được. Và con đường ở đây, và con đường duy nhất luôn, đó là mình hãy phát triển bản thân của mình lên để mình xứng, tương xứng với cái tài sản mà mình mong muốn. Ở trang 115 mình có thể highlight cái câu ở giữa đoạn đó. Cô có thể chỉ cho bạn một doanh nghiệp hoàn hảo, nhưng để doanh nghiệp của bạn phát triển thì bản thân bạn phải phát triển theo. Mình hãy highlight cái câu này và mình coi như đây là một kim chỉ nam cho cái sự thành công, cho sự phát triển của mình. Doanh nghiệp của bạn phát triển thì bản thân bạn phải phát triển lên. Đó là một cái từ khóa, một cái chìa khóa của anh chị. Nếu mình không biết làm sao mình tăng cái tài chính của mình, tăng thu nhập của mình, phát triển quy mô hoạt động công việc kinh doanh của mình, thì là mình phải phát triển bản thân mình lên. Rồi có hai con người trong một bản thân chúng ta, là một con người là bỏ cuộc, và con người kia là con người kia là con người chiến thắng. Hình như trong cuốn sách này hình như đánh chữ sai hay sao, một là kẻ bỏ cuộc và người kia là kẻ thất bại, nghe nó hơi sai sai cũng vậy. Một là kẻ bỏ cuộc và người kia là kẻ bất bại chứ, đúng không? Một bên là người chiến thắng, và một bên là người thất bại. Có thể là đánh chữ nhầm hay sao. Và hai con người này trong bộ chúng ta thì luôn luôn cạnh tranh với nhau. Mình luôn luôn có hai dòng suy nghĩ trong đầu. Một bên là muốn giàu, muốn thành công, nhưng một bên là giàu có là khó lắm. Giàu có mình phải từ bỏ một số thói quen này. Chẳng hạn như không được xem phim này, xong rồi phải được ngủ nướng một tí. Mỗi buổi sáng mà chúng ta thức dậy ấy, mình có bị hai cái tiếng nói nhỏ là nói trong đầu không? Một tiếng nói nhỏ thì nói là dậy đi, dậy đọc sách sớm với mọi người. Xong rồi tiếng nói nhỏ kia, thôi ngủ thêm một tí nữa. Đấy là hai tiếng nói nhỏ của hai con người bên trong mình. Và lý do mà hầu hết mọi người chỉ đến gần thay vì thực sự thành công trong cuộc đời là ở chỗ họ để cho kẻ thất bại thống trị bên trong họ. Tức là họ để cho những cái tiếng nói nhỏ, mà những tiếng nói mà, rồi tiếng nói là hãy bỏ cuộc đi, hãy ngủ đi, hãy xem phim đi này, hãy chơi game đi, rồi hãy chơi đi, hãy chơi với con đi, hãy đi chơi này, hãy hôm nay là không cần học nhiều đâu. Đấy, những cái tiếng nói của kẻ thất bại là mình để cho nó thống trị bên trong mình. Thì đó là lý do tại sao mình chưa chạm đến sự thành công. Vậy thì làm sao mình chạm được đến sự thành công? Thì đương nhiên là ngược lại, đó là mình làm sao mà cho cái con người chiến thắng ở bên trong của mình nó trỗi lên, nó trỗi dậy hoàn toàn, và nó đánh bại con người mà thất bại. Những kẻ thất bại thì luôn luôn cầu nhau than vãn về sự an toàn và đảm bảo. Nếu mà có những tiếng nói nhỏ nào trong đầu của mình nói về sự an toàn và đảm bảo, thì đây là tiếng nói nhỏ của kẻ thất bại bên trong mình thôi. Rồi cuối cùng gặp bế tắc trong công việc và trải qua một cuộc sống không bao giờ thực sự an toàn và đảm bảo. Giống như là mình ở trong nhóm L đi, thì đa phần mọi người tập trung vào nhóm L hay nhóm L bởi vì cái sự an toàn và đảm bảo. Tuy nhiên là mình nhóm L thì mình đi làm thuê cho ông chủ, đúng không? Mình đâu có thể nào mình kiểm soát được ông chủ của mình đâu. Hay mình cũng không thể nào kiểm soát được công ty, kiểm soát doanh nghiệp. Mình chỉ là một phần rất nhỏ bé trong tổng thể đó thôi. Cho nên làm sao nói đến sự an toàn và đảm bảo được? Và sự an toàn và đảm bảo của mình là phụ thuộc trên ông chủ kinh doanh thành công hay không, công ty có phát đạt hay không. Kể cả là mình muốn tăng lương đi chăng nữa, nếu mình vào một công ty mà công ty không phát triển được, thì chắc chắn là mình cũng không có thưởng lương tốt nhiều. Và đó là một cái sự phụ thuộc của mình vào công ty, vào ông chủ. Và nếu mà rủi ro hơn, không an toàn hơn, chẳng như là công ty của mình không an toàn, và hay là một cái bất kỳ một cái biến cố về kinh tế nào nó xảy ra, chẳng hạn như là 2 năm vừa qua đi,
thì sẽ có những cái đợt mà cắt giảm nhân sự, nó không như là cắt giảm nhân sự mà công ty bị xóa sổ luôn thì chẳng hạn, thì mình liệu rằng mình có còn là an toàn và đảm bảo hay không, hay là mình để cái sự an toàn và đảm bảo của mình vào kế hoạch hưu trí 401k này. Thì đây là một cái quỹ hưu trí để mình trả tiền lương hưu ấy, mình đã đọc trong những chương trước rồi đúng không, hay là bất kỳ một cái quỹ nào mà do những chuyên gia tài chính quản lý. Nhưng mà hóa ra người này là hiện nguyên hình là ông trùm lừa đảo Bernie Madoff khác. Mọi người biết ông trùm lừa đảo gì không? Đây không phải là một ông trùm bình thường nha. Ông này ông là chủ tịch của cái sàn, chủ tịch của sàn giao dịch Nasdaq ở Mỹ, là một người giữ chức vụ rất là cao ấy, rất rất cao, chủ tịch nha, của sàn chứng khoán. Và ông ấy lừa tổng cộng là tôi là thủy thủ toàn 50 tỷ đô la Mỹ của nhiều người dân Mỹ, là vào thời điểm là năm 2008, 2009, cũng cùng thời kỳ với cái đợt khủng hoảng về kinh tế vào thời gian đó. 5 tỷ đô la Mỹ mà trong suốt một thời gian dài nhưng mà không ai phát hiện ra hết. Và sau đó là ông ấy tự thú nhận với gia đình của mình, không ai phát hiện ra trong một thời gian rất là dài. Bởi vì là có chức quyền mà có chủ tịch mà các anh chị, chủ tịch mà, tức là họ có, tức là không phải là một người mà không 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 có một cái, tức là ông có danh vọng, ông có thương hiệu, đấy là giống như là thương hiệu cá nhân ấy, tức là cái sự tin tưởng, được rất là nhiều người tin tưởng và mọi người tin tưởng hoàn toàn, và lừa một cú là chưa hề dễ dàng luôn. Và ông bị không an toàn ở trong trại giam á, thì tức là thì tù ông toàn là 150 năm các anh chị, 150 năm. Không biết, chắc chắn là ông không thể nào mà sống nổi, sống để ông hưởng trọn cái án được ha. Cho nên là khi mà mình tìm hiểu kinh tế, không phải là tự nhiên Nguyên chia sẻ kỹ câu chuyện này, bởi vì mình phải hiểu một cái điều đó là có những cái mình nghĩ là rất an toàn, có những con người đến với mình cũng rất an toàn, nhưng mà bản thân mình phải là người có tư duy kiến thức về tài chính. Nếu không thì bất kỳ là một cái sự an toàn nào, cho dù là con người hay là một cơ quan đoàn thể nào đó, là nói cho mình là ở đây có sự đảm bảo. Nhưng mà quan trọng là mình, cái quan trọng là sức khỏe của bản thân mình. Mình phải tự mình quyết định cuộc đời mình. Mình không thể nào mình tin tưởng bất kỳ đơn vị tài chính nào đó khác được. Hay là mình nói đúng hơn là mình nên phát triển bản thân. Đó là câu chuyện cũ. Để phát triển bản thân mình phải tự mình là người biết hoạch định tài chính cho mình như thế nào. Vì vậy thực sự không có gì đảm bảo cả. Trong mỗi chúng ta đều có một con người chiến thắng và một kẻ không chiến thắng, một gã giàu có, một gã là không giàu có. Này, có câu này rất là hay này. Những người thất bại của bạn lại muốn bạn mất yên trong bóng tối, họ muốn bạn giữ sự ổn định và làm công việc 40 tiếng trên tuần. Bởi vì nếu bạn làm như vậy thì bạn không thể thách thức họ làm khác đi được. Không thể mình làm 40 tiếng một tuần, 40 tiếng trên một tuần. Làm việc 40 tiếng một tuần này làm gì có thời gian để phát triển bản thân, thì theo đuổi một cái công việc kinh doanh mới. Đôi khi mình đang ở những cái bẫy mình không biết. Những cái bẫy thu nhập, những cái bẫy là an toàn, bẫy của sự đảm bảo của mình ở trong đó. Mà anh chị em uống nước tí ha. Sáng rồi giọng chưa được khỏe. Rồi, vậy thì để chúng ta ở nhóm phần tư C. Khi mà mình làm chủ doanh nghiệp thực sự thì mình cần phải có những kỹ năng gì? Chắc chắn là không phải là những kỹ năng mình học ở trường đại học
quản trị kinh doanh hay là những cái bằng MBA thì nó không giúp cho mình trở thành người chủ doanh nghiệp ở người nhóm C ha. Mình xem trang 118 không? Thì đó là những kỹ năng gì? Đó là những kỹ năng mà khả năng tiếp tục vững bước này, giải quyết những nỗi thất vọng và không bao giờ đánh mất tầm nhìn về nơi họ hướng tới, đơn giản bởi vì họ không được đào tạo kỹ kỹ năng đó. Ở trường học thì không đào tạo cho mình là mình phải theo đuổi mục tiêu, mình phải có ý chí, mình phải có sự nỗ lực, sự kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Ở trường đại học thì chỉ dạy mình là kỹ năng thôi, kỹ năng. Còn tất cả những cái là sự vững vàng này, sự vững vàng, sự kiên định, kiên trì thì là những cái yếu tố quan trọng nhất của một người chủ doanh nghiệp, nhưng mà mình lại không được học. Và kỹ năng này thì mình hoàn toàn có thể được học trong quá trình mà mình kinh doanh, chứ còn thực sự là cái này thì cũng không thể nào mà dạy được. Nhưng mà vừa ngày hôm qua thì nhóm Trực Anh Khởi Phạm đã chia sẻ cái này đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà mình không kinh doanh ấy thì thực sự là mình chưa từng kinh doanh thì mình cũng chưa thể nào mình hiểu hết những cái giá trị mà nhóm học tập mình chia sẻ đâu. Bởi vì là Nguyên cũng từng kinh doanh rồi và Nguyên mắc y chang cái câu chuyện mà ngày hôm qua nhóm Trực Anh Khởi Phạm chia sẻ luôn. Đó là kinh doanh nhưng mà mình suy nghĩ đến là cái bài toán hộ, mình không nghĩ đến cái bài toán nghịch. Lúc trước thì mình tưởng đâu là chắc một mình như vậy. Nhưng mà không, nhóm trưởng lấy cái bài nó thì chia sẻ thì Nguyên nghĩ là chắc chắn rất nhiều người ở kinh doanh thì mình chỉ nghĩ đến cái bài toán thuận thôi. Mình nghĩ đến là lúc đó Nguyên kinh doanh là Nguyên nghĩ là mình sẽ có lợi nhuận nha, lợi nhuận 100 triệu một tháng này. Tức là Nguyên nghĩ rất là ngây thơ đó anh chị. Rồi khi mà kinh doanh vài tháng thôi không thành công, không có đơn hàng thì bắt đầu là mình không biết làm cái gì cả. Bởi vì là trước đó mình không có sự chuẩn bị trước rằng là kinh doanh nó sẽ gặp những cái trường hợp này kia. Đương nhiên là mình cũng có những cái chiến lược thay đổi mình đưa ra, nhưng mà nó không đủ nhiều bởi vì là lúc đó là tư duy kiến thức của mình chưa có đủ. Và kể cả là mình cũng không biết nạp tư duy kiến thức ở đâu nữa. Chẳng hạn như là nếu như mà mình đã vào những học tập đi, nếu mà không phải là khi nào mình đợi mình có đủ kiến thức thì mình mới bắt đầu kinh doanh, hay là mình có thể có cơ bản rồi mình kinh doanh cũng ok. Nhưng mà ít ra là chẳng hạn như là mình kinh doanh không thành công thì mình có những người bạn hay là các anh chị em nhóm trưởng này có thể định hướng chiến lược hỗ trợ cho mình, hay thậm chí là mình có thể tìm những cái chiến lược đó trong sách. Mình biết đọc sách rồi, mình biết đọc những cuốn sách nào là hỗ trợ cho công việc kinh doanh của mình. Thì là mình vừa kinh doanh và mình vừa thay đổi, vừa phát triển bản thân của mình lên. Và mình cần thời gian nha. Mình thấy cái chương ngày hôm nay thì có vẻ như rất là giống với cái bài học mà ngày hôm qua nhóm Trực Anh Khởi Phạm chia sẻ. Mình cần thời gian để phát triển công việc kinh doanh của mình, hay là cần thời gian để phát triển bản thân của mình lên. Như là mỗi ngày các anh chị em mình học dâm luôn nè, học dâm đọc buổi sáng nè, thì mỗi ngày thì mình chỉ nạp như đó kiến thức thôi. Mình có thể là mình nạp hơn kiến thức nữa, nhưng mà do quỹ thời gian của mình nó cũng giới hạn, nên là cũng không thể nào mà có một, nên là Nguyên cứ hay ước là ước gì có một cái USB á, USB mà cắm vào não mình sao hiểu chuyển hết dữ liệu vào. Nhưng mà không biết là trong tương lai thì có cái USB đó hay không, nhưng mà thật sự thì hiện tại bây giờ thì không có. Giống như là cái não của mình, chẳng hạn như cái máy tính ấy, mình chỉ trì một lần là thôi và nó rất là nhiều dữ liệu trong đó. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Biết đâu trong tương lai sẽ có một cái USB như vậy. Đấy, cho nên mình cần thời gian để phát triển bản thân mình lên, hay là như ngày hôm qua nhóm Khởi Phạm chia sẻ thì là để xây dựng thương hiệu của mình, cần thời gian để cho người ta biết đến mình, để tạo cái sự uy tín của mình, chứ không phải là mình vừa mới ra kinh doanh một tháng, hai tháng, hay là hay kể cả là một năm, hai năm, tùy vào quy mô công việc kinh doanh của mình và tùy vào mục tiêu của mình. Nếu mà mục tiêu của mình vừa vừa hay là mục tiêu mình chưa cao đấy, thì là có thể là mình chỉ còn một khoảng thời gian ngắn thôi để mình xây dựng thương hiệu. Nhưng mà những công ty mà xác định là làm quy mô lớn hay là quy mô toàn cầu đi,
hạn như như mình nói là Tiki thì bây giờ vẫn còn đang lỗ vốn mà, nhưng mà các nhà đầu tư thì vẫn tiếp tục đổ vốn vào Tiki thôi. Ví dụ như vậy thì công việc kinh doanh nào thì nó cũng cần thời gian để phát triển và tùy vào cái mục tiêu tài chính hay là cái tầm nhìn của công việc kinh doanh của mình, tùy vào mục tiêu của mình thì là thời gian nhiều hay thời gian ít. Đương nhiên thời gian mà càng nhiều thì nó cũng thành công nhiều hơn. Còn khi mà thời gian ngắn thôi thì có thể là mình chỉ mới có thể có 10 khách hàng như chẳng hạn, thì 10 khách hàng vẫn là một sự thành công hả các anh chị? Nhưng mà chẳng hạn như 10 khách hàng mình với một người mà có cái mục tiêu lớn thì chắc chắn là không phải là thành công rồi, nhưng mà vẫn là phải cần một thời gian hơn để phát triển. Và sự tự do của mình ấy thì là không phải là quyết định ở việc tự do về thời gian. Những anh chị em mà mình làm trong nhóm T á, thì sẽ tự do về thời gian một tí so với những anh chị em mà mình làm ở nhóm L. Đó là mình cứ làm việc thì mình chủ động mình làm việc mà, vì là mình làm chủ công việc của mình. Mình làm việc thì mình có tiền, mình không làm việc thì mình không có tiền. Nhưng mà sao ạ? Vấn đề ở đây là khi mình ngừng làm việc thì cái dòng tiền của mình cũng dừng lại. Cho nên liệu rằng là mình có thể mình bỏ thời gian mình để đi du lịch nửa tháng mà mình chấp nhận là cái dòng thu nhập của mình nó giảm xuống. Thực sự là chưa dễ ha, chưa dễ mà mình nói là mình thoải mái về thời gian thôi, nhưng mà không thể nào mà thoải mái một cách hoàn toàn được. Và ở nhóm C thì không những là thoải mái về thời gian mà còn tự do về tài chính nữa, tức là vừa tự do về thời gian, tự do về tài chính. Khi mà đi chơi, đi du lịch hay là có bất kỳ một công việc đó, chẳng hạn như phụ nữ chúng mình ấy thì là hay hay phải nghỉ thai sản, thì kể cả khi mà mình nghỉ thai sản thì đối với nhóm L hay nhóm T thì là công việc của mình dừng lại luôn. Nhóm L thì có tiền thưởng từ từ bảo hiểm luôn mà, nhưng nhóm nhóm T thì cũng không có gì luôn, dừng lại công việc hoàn toàn mà. Nhưng mà khi mà mình làm ở nhóm C đi thì là nếu anh chị em mình mà các chị ha, các chị nhà mình mà có nghỉ thai sản thì là dòng tiền vẫn tiếp tục đổ về. Hay là mình có một cái chuyện gì đó mà trong gia đình của mình, người thân của mình mà cần mình chăm sóc một thời gian chẳng hạn, thì mình hoàn toàn là mình dừng công việc kinh doanh của mình và dòng tiền nó vẫn đổ về bình thường. Thì đó là cái khác biệt giữa nhóm C và nhóm L, nhóm T. Và chính cái sự tự do về tài chính hay tự do và tự do lực thời gian nó sẽ quyết định phong cách sống của mình như thế nào. Và ở thời đại bây giờ thì tài sản là một phần thôi, và quan trọng là những người giàu họ hướng đến phong cách sống nhiều hơn. Còn một điều nữa trong nhóm C mình còn có, đó là mình phải có cái sự tự tin. Sự tự tin và sự tự trọng. Tự tin là khi mà mình không đạt sự tự tin và sự tự trọng, chẳng hạn như là gặp những cái thách thức gì đó thì mình phải tự tin vào bản thân mình, đúng không? Tự tin vào bản thân mình làm được. Rồi đối với câu chuyện mà ở trường dạy bay thì cái trở thành phi công nó cũng tương tự như là việc trở thành doanh nhân mà. Bởi vì sao? Trở thành phi công nó cũng không phải là một cái câu chuyện đơn giản và dễ dàng. Mình cũng phải vượt qua những cái nỗi sợ hãi của mình, vượt qua nỗi sợ hãi về độ cao này, về tâm lý này, khi mình bay lên bầu trời này. Và đặc biệt đó là mình lái máy bay, nhưng mà không phải là trong thời kỳ hòa bình, mà là ở trong câu chuyện của bác Robert Kiyosaki, là trong thời chiến ha, thì mình còn phải trải qua những cái nỗi sợ về sự không an toàn của cái tính mạng. Và cái nỗi sợ đó chắc chắn là nó vẫn còn, nhưng mà cái mà giúp mình vượt qua nỗi sợ đó thì nó là cái sự tự tin của mình.
tự tin của mình và cái tinh thần, cái tinh thần thép, thì giúp cho bác đó, bác Kiyosaki là trở thành một người phi công lái máy bay đúng không? Tương tự như vậy đối với công việc kinh doanh của mình thì sao? Có thể là mình bước chân vào một lĩnh vực kinh doanh mới thì mình ban đầu là mình sẽ có những cái nỗi sợ, nỗi lo lắng rằng là mình không biết là liệu nhà mình có kinh doanh thành công hay không. Và khi kinh doanh thì cái nỗi sợ đó nó dù là nó còn hay không còn, nhưng mà mình vẫn phải hành động, mình vẫn phải kinh doanh, mình phải tiến thôi bất chấp cái nỗi sợ hãi bên trong của mình. Giống như là cái chuyện mà bác á, cho bác Kiyosaki gặp vợ vợ của mình đi, thì kể cả là khi mình muốn có người yêu, muốn có đối tác trọn đời bên cạnh mình, thì mình cũng cần phải vượt qua cái nỗi sợ hãi trong bản thân mình là bị cái người bạn đời của mình từ chối, bị người bạn đời tương lai của mình từ chối, nhưng mà mình phải tiếp tục mình kiên trì. Đúng rồi, đúng như trong câu chuyện kinh doanh cũng vậy. Giống như là vợ của bác, cô Kim đúng không, rất là xinh đẹp, và liên tục nói với bác là liên tục nói là không, rủ đi chơi là nói không, không, liên tục là nhận những câu trả lời là không, không, không. Giả sử như trong công việc kinh doanh của mình, nếu như mà hôm nay mình tiếp cận khách hàng, mình nói chuyện khách hàng, nhưng mà khách hàng cứ liên tục nói với mình là không, tôi không cần sản phẩm này, không cần dịch vụ này, và liên tục mình nhận được rất là nhiều cái lời từ chối như vậy, thì liệu rằng các anh chị em mình còn muốn kinh doanh đấy không? Hay là mình nghĩ là câu chuyện kinh doanh là chuyện người khác, và thành công là một cái việc chưa dễ dàng. Không, mình phải tiếp tục ha các anh chị, phải tiếp tục với cái mục tiêu mà mình đã đưa ra, đúng bạn Nguyệt Tú. Ví dụ như là mình có tư vấn cho khách hàng nào mà khách hàng nói mình là không, không, thì mình hãy vượt qua cái nỗi sợ hãi đó. Hay là tác giả nói trong đây là gặm nhấm cái sự tổn thương ấy, thì thật sự là mình cũng bị tổn thương mà, bởi vì là mình chia sẻ cho khách hàng của mình một cái sản phẩm mà bản thân mình cảm thấy rất là giá trị, rất là tốt, nhưng mà mình lại nhận được những cái sự từ chối mà thậm chí là gắt gỏng này, thì chắc chắn là mình sẽ có sự tổn thương đúng không? Và một người doanh nhân thì phải vượt qua tất cả những cái điều đó. Rồi thì đó là tinh thần của một người chủ doanh nghiệp. Tinh thần của chủ doanh nghiệp ha. Có thời gian thì Nguyên sẽ đọc cho mình chương số 11 ha. Hay có chị nào mà mình xong không đọc sách không? Chương số 11 này ngắn lắm. Có chị nào xem tham đọc không? Thì Nguyên sẽ đọc. Rồi ok, xin mời nhóm trưởng đó, Huyền Trang đọc sách ạ. Chúng ta cho nhóm trưởng Huyền Trang chào phóng tay. Dạ em cảm ơn thầy chị Xuân Nguyên đã đọc và phân tích sách trong chương số 10. Em chúc anh và anh chị có một buổi sáng tràn đầy năng lượng, thành công giàu có và đại đình hạnh phúc trọn vẹn. Và bây giờ thì em xin phép được đọc tiếp chương số 11, đó là những người bạn chia sẻ ước mơ và giá trị cùng bạn. Anh chị mở trang số 225 của em ha. Và điều này có vẻ khó nghe, nhưng nếu mà bạn muốn tạo dựng một đời sống tinh tế khác biệt trong cuộc đời, bạn có thể phải cần những người bạn mới, chứ không cần phải một công việc mới. Tại sao vậy? Bởi vì cho dù họ có yêu bạn, có thậm chí là họ không có ý như vậy, nhưng những người bây giờ bạn đang ngao du cùng có thể là đang níu kéo bạn lại. À, với cái tư duy này rất là hay anh chị. Bác Robert Kiyosaki, bác có chia sẻ là bạn có thể cần những người bạn mới, chứ không cần phải một cái công việc mới. Ở đây ví dụ là khi mà giống như là cái việc mà khi mà chị đang ở cùng với mối quan hệ nào, thì anh chị sẽ bị đồng hóa với những cái mối quan hệ đấy, và anh chị sẽ bị ảnh hưởng từ cái tư duy của họ. Như vậy thì nếu mà anh chị thử nghĩ lại xem là những cái mối xung quanh anh chị, người ta đã thật sự người ta có cái tư duy cao hơn anh chị chưa? Bởi vì anh chị, nếu mà anh chị nói chuyện với ai nhiều nhất, anh chị sẽ rất là dễ dàng anh chị bị ảnh hưởng tư duy từ họ. Giống như cái việc là trước đó khi bản thân em chưa học tập nâng cao cái tư duy của mình lên, thì mình chỉ nói chuyện với những cái mối quan hệ chỉ có những cái lứa tuổi, những anh chị, những cái bạn mà bằng mình thôi anh chị. Và cái tư duy của mọi người thì có cái tư duy rất là
kiểu là chia sẻ những cái thông tin, những cái câu chuyện chưa được tích cực này, và thứ hai nữa là chỉ là những cái câu chuyện phiếm mà không tạo ra cái giá trị nội tại cho bản thân mình cả. Nhưng mà khi mà bản thân em học tập phát triển bản thân, mình update bản thân mình lên, cái tư duy của mình nó lên một cái tầng mới so với cái trước là một cái con người cũ của em, thì khi mà em như vậy thì em lại thu hút được rất là nhiều những anh chị cô chú rất là thành công, tư duy cao hơn rất là nhiều, và em học hỏi được họ, em học hỏi được những cái kinh nghiệm, những trải nghiệm từ họ. Không phải là vì có thể là người ta chỉ chia sẻ một mình một vài cái tư duy thôi, nhưng mà mình phải tự ngộ anh chị, và thứ hai nữa là em cũng phải mình cũng phải tự học, mình tự nghiên cứu. Nhưng mà khi mình ở với những cái mối quan hệ chất lượng anh chị, thì mình sẽ nâng nâng cái level của mình lên, nâng cái tư duy của mình lên rất là nhiều. Và em thấy là có thể mình trẻ, nhưng mà mình khi mà mình thấy được rằng là mình có ở cạnh những anh chị giỏi, những anh chị có năng lực, thì em thấy được rằng là trẻ hay không nó không quan trọng chị, quan trọng là mình ở với những mối quan hệ gì, ở với ai, ở với môi trường nào, thì mới giúp cho mình có thể là phát triển bản thân mình được. Và thứ hai nữa đó là trong kinh doanh chị, tài thì không đợi tuổi. Và thứ hai nữa đó là không phải là những người bạn trẻ mà người ta không có không thể nào mà thành công được, bởi vì đấy là cái do suy nghĩ một một vài anh chị thôi. Bởi vì là mọi người cứ nghĩ rằng là trong kinh doanh đúng không, mọi người cứ nghĩ rằng là những cái bạn trẻ làm sao mà có thể thành công được, làm sao mà có thể là có tư duy kiến thức được. Nhưng mà thật ra đúng không ạ, nếu mà một bạn trẻ nhưng mà họ có cái sự ý chí, có cái sự bản lĩnh, có cái sự chăm chỉ nhiệt huyết, và người ta chăm chỉ tự nghiên cứu tự học, thì chắc chắn điều rằng là họ sẽ vượt xa những anh chị cô chú mà lớn tuổi hơn mình. Thế nên là khi mà anh chị nên chọn cho mình một môi trường hoặc là một mối quan hệ nào mà giúp cho mình có thể là phát triển được năng lực của mình, và tạo ra mình có cái giá trị nội tại, và giúp chị đạt được cái mục tiêu lợi nhuận của mình. Bởi vì tiền thì có thể là kiếm được anh chị, nhưng mà thời gian thì mình sẽ bị mất cái chi phí cơ hội về thời gian. Và khi mà thời gian anh chị trong một ngày anh chị bỏ ra, anh chị nói chuyện với ai, anh chị làm cái gì nhiều nhất, thì trong tương lai anh chị sẽ đạt được cái kết quả, và anh chị sẽ ảnh hưởng đến cái tư duy từ họ như vậy. Và bạn có thể nghe thấy ai đó nói rằng thu nhập của bạn có xu hướng tương đương với thu nhập trung bình cộng của 5 người bạn thân nhất cộng lại. Anh chị có thể highlight tư duy này giúp Trang ha. Anh chị thử nghĩ lại đi, có phải là 5 mối xung quanh anh chị có mức thu nhập giống với họ hay không? Trước đó bản thân em chỉ có mức thu nhập từ 9 đến 10 triệu thôi anh chị, và xung quanh em chỉ có những người bạn mà đâu đó 7 8 triệu hoặc là hơn em từ 10 đến đến 15 triệu. Em cứ có xung quanh những cái mối quan hệ như vậy. Nhưng mà khi mà em học tập phát triển bản thân mình lên, thì tư duy của mình khi mà tư duy của mình tăng lên, thì thu nhập của mình cũng cũng tăng lên. Thế nên là anh chị cứ thử nghĩ lại xem là có phải là cái thu nhập của anh chị đang bằng với 5 mối quan hệ xung quanh mình hay không. Và chắc chắn rằng bạn đã nghe đến câu nói bạn cùng hội cùng thuyền, điều đó hoàn toàn đúng với người giàu, còn người nghèo và người trung lưu, hay nói cách khác, mạng lưới người giàu đi với người giàu, còn mạng lưới người nghèo gắn với những người nghèo khó và tầng lớp trung lưu giao du với những tầng lớp trung lưu. Vậy thì đây là có một câu nói rất nổi tiếng chị, mình chơi với 5 người nghèo mình sẽ là người nghèo thứ sáu, còn chơi với 5 người giàu mình sẽ là người giàu thứ sáu. Đó là cái quy luật hấp dẫn. Như vậy thì anh chị đang chơi, khi mà anh chị đang ở cùng với ai nhiều nhất, thì anh chị sẽ thu hút rất nhiều người xung quanh anh chị tương tự như vậy. Và người cha giàu của tôi thường nói, nếu con muốn trở thành người giàu thì có thì nếu mà người cha giàu của tôi thường nói, nếu con muốn trở thành người giàu có thì con cần phải lập ra mạng lưới với những người giàu có, hoặc là với những người có thể giúp cho con giàu có. Và rất là nhiều người dành cả cuộc đời giao du và kết mạng lưới với những người níu kéo họ về mặt tài chính trong một doanh nghiệp kinh doanh theo mạng, và bạn giao du với những người có mặt ở đó để giúp đỡ cho bạn trở nên giàu có hơn. Anh chị có thể highlight tư duy này. Và có một yếu tố anh chị, nếu mà xung quanh chị có một mối quan hệ chất lượng, thì anh chị sẽ tiết kiệm được cái thời gian khi mà mình sẽ dùng đòn bẩy trí tuệ từ những người đó, thì mình sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức, trí tuệ, tiền bạc, kinh nghiệm, trải nghiệm từ mình. Thay vì mình tự phải tự trải nghiệm, thì mình khi mà mình học hỏi từ những cái mối quan hệ chất lượng đó, thì mình sẽ tiết kiệm được thời gian. Thì đó là lý do vì sao mà khi mà chị muốn hướng đến cái mình muốn tăng cái thu nhập của mình, thì khi mà mình có những mối quan hệ chất lượng, thì anh chị sẽ giảm bớt được cái chi phí cơ hội về thời gian của mình. Và hãy hỏi bản thân mình điều này, và có phải những người mà tôi dành thời gian giao du và đang góp phần làm cho tôi trở nên giàu có, hay là có phải họ đang quan tâm nhiều hơn đến tôi để tôi tiếp tục làm một công nhân và làm việc chăm chỉ. Lên 10 năm
tôi đã biết rằng mình mong muốn trở nên tự do về tài chính, và một cách thức để làm được điều đó là học cách thành lập mạng lưới với những người có thể giúp đỡ tôi trở nên tự do về tài chính. Tôi quyết định tìm kiếm kết bạn với những người quan tâm đến việc tôi trở nên giàu có, chứ không phải trở thành một nhân viên trung thành và làm việc cho người giàu. Đây là một thời điểm thay đổi cuộc đời, đó không phải là một quyết định dễ dàng, bởi vì ở độ tuổi 15, tôi đã phải thận trọng với những người tôi dành cho thời gian giao du cùng với những giáo viên nào mà tôi có thể lắng nghe họ giảng bài. Nếu bạn đang xem xét một việc thành lập doanh nghiệp của riêng mình, thì bạn cần phải nhận biết chính xác những con người mà bạn đang dành thời gian và giao du, ai là thầy giáo dạy bạn. Anh chị hãy highlight tư duy này không Trang? Và đó là một quả quá trình xem xét và có vai trò rất quan trọng. Và điều đó khó khăn nhất trong việc rời bỏ Xerox là tôi đã phải từ bỏ một số bạn bè, và hầu hết những người bạn và gia đình của tôi đều thuộc các phần tư L, và họ có những cái giá trị hoàn toàn khác so với tôi, và họ đánh giá cao với những tấm séc chi trả lương đảm bảo và những vững chắc, còn tôi lại đánh giá cao về sự tự do và độc lập về tài chính. Và điều này làm cho tôi quyết định của tôi trở thành một trải nghiệm không mấy vui vẻ, nhưng đó là quyết định cần thiết để phải đưa ra nếu tôi muốn mình phát triển. Giống như cái việc là khi mà anh chị muốn quyết định là mình muốn trở nên thành công và giàu có, thì khi đó thì anh chị thấy được rằng là khi mà anh chị có một cái quyết định khác so với những cái mối quan hệ xung quanh mình. Những cái mối quan hệ xung quanh anh chị, người ta chỉ mong muốn là có một công việc ổn định và đảm bảo, đúng không ạ? Nhưng mà anh chị lại có một cái hướng khác là mình muốn tự do về thời gian, tự chủ về chính. Như vậy thì khi mà anh chị xé ra một hướng mới như vậy, thì chắc chắn điều rằng là anh chị đã cảm thấy là mình không cùng tư duy, cùng tầm nhìn, cùng kiến thức cùng với những cái mối quan hệ trước cũ đó, thì anh chị cảm thấy là vẫn cứ có một cái gì đấy liên tiếp của bạn, mọi người có một cái gì đấy rất là liên tiếp, mọi người không muốn là từ bỏ họ. Nhưng mà chị thấy rằng là khi mà nói chuyện với họ thì hai cái tầng tư duy khác hoàn toàn nhau. Và ngay lập tức, đúng không ạ, em thấy rằng là mình nên quyết định rằng là mình nên tìm cho mình, đã khi mà chị đã quyết định như vậy, thì anh chị hãy tìm cho mình những cái mối quan hệ mà cùng tư duy, cùng tầm nhìn, cùng kiến thức với mình. Để mình khi mà hai người có cùng tư duy như vậy thì mình mới có thể là phát triển và giúp anh chị đạt cái mục tiêu của mình. Còn những cái mối quan hệ mà người ta chỉ có cái sự đảm bảo chắc chắn, anh chị ngay cả tác giả có chia sẻ rằng là khi mà anh chị ra một quyết định mới mà giúp anh chị trở nên thành công và chính, thì anh chị nên quyết định và anh chị nên rời bỏ những cái điều cũ trước đó chị đã trải nghiệm, hay chị đã có những cái mối quan hệ cũ đó, để chị bước lên một tầm cao mới, để chị đạt cái mục tiêu của mình. Và nếu mà chị muốn phát triển thì bạn chỉ có cách duy nhất, và khi mà giống như cái việc là khi mà chị phát triển lên rồi, và khi mà chị đạt cái mục tiêu của mình rồi, và càng ngày càng anh chị càng trở nên thành công và giàu có hơn, thì những cái mối quan hệ cũ đó thì sẽ nhìn vào chị là một cái tấm gương, người ta mới nhìn anh chị một cái tấm gương, và người ta sẽ thấy được rằng là người bạn của mình, đúng không ạ, trước đó mình còn dè biểu, trước đó mình còn nói những điều không tích cực với bạn này, nhưng mà bây giờ bạn này càng nhìn mình càng thấy được rằng là bạn này càng ngày càng thành công, thì người ta có thể người ta sẽ có một cái thay đổi khác, một cái góc nhìn khác, một cái suy nghĩ khác, là người ta sẽ thay đổi và người ta sẽ đi theo cái hướng của anh chị. Như vậy thì chỉ cần anh chị có một cái sự cái khi mà chị muốn ra mình có một cái quyết định gì, thì mình cứ nên làm cái việc của mình cứ làm theo cái quyết định của mình. Chỉ khi mà anh chị có kết quả rồi, đúng không ạ, thì những cái mối quan hệ cũ đó người ta sẽ nhìn anh chị và người ta sẽ dần dần thay đổi cái tư duy của họ. Và bạn cũng có thể trải nghiệm được những điều tương tự trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng, và bạn có thể nhận thấy rằng có những người bạn hoặc là thành viên trong gia đình không hiểu hoặc là thông cảm với quyết định tham gia vào lĩnh vực kinh doanh theo mạng của bạn, hoặc là thậm chí có những người đó còn tích cực cố gắng làm cho bạn từ bỏ. Những người mà bạn có thể nói là kẻ ngốc nghếch, một gã khờ, hoặc là cho rằng bạn đang mắc một cái sai lầm khủng khiếp, thậm chí là bạn có thể phải đánh mất những người bạn ấy. Tôi không muốn viết dòng này bởi vì nghe có vẻ cay đắng, nhưng đó là bởi vì nó cay đắng thật sự là như vậy. Thật sự mọi người rất là ngại về cái việc là khi mà mình ra quyết định mình có một cái hướng mới, nhưng mà mọi người lại rất là muốn nói chuyện với những cái bạn cũ, đúng không? Mọi người thấy rằng là mình đã có mối quan hệ thân thiết với họ từ 5 đến 10 năm rồi, nhưng mà theo anh chị, mình muốn có một cái kết quả mới thì mình nên phải tìm cho mình một cái kiến thức mới, một cái tư duy mới và mối quan hệ mới, những kinh nghiệm mới để giúp anh chị mới đạt cái kết quả mới được. Thế nên là không phải là anh chị mình không nói chuyện với họ, nhưng mà mình hạn chế thôi anh chị. Mình nên hạn chế và mình tìm cho những cái mối quan hệ mới mà giúp cho mình có kết quả lớn hơn. Và khi mà mình có kết quả rồi, và khi mà anh chị thấy rằng mình có kết quả mới trong công việc của mình rồi, thì mình có thể là mình nên nói chuyện lại với các bạn đó, và mình không phải là mình block hẳn họ, mà mình chỉ là mình hạn chế thôi để mình bảo vệ mình. Và thứ hai nữa là
là giúp cho mình có kết quả. Bởi vì những cái mối quan hệ cũ đó, anh chị có để ý không, là những cái mối quan hệ cũ đó thường thường người ta hay trì hoãn anh chị, là trì hay là kéo anh chị xuống, mà người ta cứ cứ lo sợ anh chị hơn họ, và người ta sẽ thường nói những câu chuyện mà làm cho chị tụt năng lượng này và kéo anh chị xuống. Thế nên là anh chị cần phải chọn những cái mối quan hệ nào mà giúp cho anh chị phát triển được cái mục tiêu, cái hoài bão của anh chị, cái quyết định và cái lựa chọn anh chị, để anh chị giúp chị được và đạt những cái kết quả lớn trong tương lai của mình. Và tôi cũng muốn nhắc nhở bạn rằng điều đó không có gì là đáng bàn cho chính lĩnh vực kinh doanh theo mạng. Và những gì thực sự đáng nói ở đây là bạn đang tạo ra một sự thay đổi mang tính chất địa chấn, và từ cuộc sống ở góc phần tư L hoặc là T sang cuộc sống của góc phần tư C. Và điều này không đơn giản chỉ là tìm một công việc khác. Nó giống như là nhiều hơn mấy việc chuyển đến sống ở một quốc gia khác, thay đổi một tôn giáo khác, hoặc là thay đổi đảng phái chính trị. Kinh doanh theo mạng không chỉ là đem đến một quá trình giáo dục tuyệt vời về kinh doanh, mà nó còn đem đến một thế giới với những người bạn hoàn toàn mới, và những người bạn sẽ cùng chí hướng chia sẻ những giá trị cốt lõi với bạn. Và nhà thơ người Anh đã nói không ai là một hòn đảo hoàn toàn chỉ riêng mình, mỗi người là một phần lục địa, một phần của đại dương. Ông nói câu này năm 1623. Và điều này vẫn còn ngàn lần và đúng trong một thế giới có sự kết nối đáng kinh ngạc. Ngày nay, bạn không thể trở nên giàu có và trong tách biệt, bạn chỉ phát huy tốt trong cộng đồng và những người mà bạn giao du, nói chuyện và làm việc kết thân. Và điều đó đúng với một trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, nhưng nó đặc biệt đúng với đặc biệt có ý nghĩa trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng. Bởi vì khi mà bạn xây dựng một doanh nghiệp kinh doanh theo mạng, thì thực tế bạn đang tạo dựng quanh mình một cộng đồng với những người hoàn toàn mới và mạnh mẽ, những người đang học hỏi và cùng loại giá trị với những kỹ năng kinh doanh thực tế như bạn. Anh chị có thể highlight tư duy đó giúp Trang. Và đây là một trong những lợi thế lớn của một doanh nghiệp hay là kinh doanh theo mạng. Thay vì vậy, bởi vì những người cạnh tranh với bạn để được thăng tiến với vị trí cao hơn, thì ở đây doanh nghiệp của bạn là toàn là những người có cam kết và thành công của bạn giống như bạn. Bởi vì thành công của bạn là những gì bạn đảm bảo cho thành công của họ, và điều thú vị là một trong số họ để trở thành những người bạn tốt nhất của bạn. Và thực tế, theo Hiệp hội Bán hàng Trực tiếp, thì một số lượng lớn trong những người tham gia vào công ty kinh doanh theo mạng và gắn bó với lĩnh vực này xếp mạng lưới xã hội, và họ tham gia vào một trong những lĩnh vực ưu tiên, thậm chí còn hơn cả nguồn thu nhập của họ kiếm được. Và ở đó bạn có điều này. Kinh doanh theo mạng không chỉ đem đến quá trình giáo dục tuyệt vời, kinh doanh nó còn đem lại đến cho một thế giới và những người bạn hoàn toàn mới. Và những người bạn sẽ cùng chí hướng chia sẻ những giá trị cốt lõi với bạn. Và đối với tôi, tình bạn mà dồn rồi đến với những thứ mà vô giá trị, giống như là quá trình đào tạo kinh doanh tốt nhất. Và ngày nay tôi có một bạn bè ở khắp các góc phần tư trong Kim Tử Đồ, nhưng người bạn quan trọng nhất là những người tôi thực sự muốn giao lưu, và những người mà thời gian của họ có ý nghĩa đối với tôi đều là góc phần tư C và D. Anh chị có thể highlight tư duy của giúp Trang. Và anh chị nên nhớ nhé, ngay cả tác giả đúng không ạ? Tác giả cũng nói rằng là những cái người mà xung quanh tác giả đúng không ạ? Có rất là nhiều góc phần tư, phần tư L, góc phần tư T, hoặc góc phần tư C và D. Nhưng mà cái người mà tác giả muốn thật sự giao lưu là những người ở góc phần tư C và D, là những người mà đang là chủ doanh nghiệp và những người là giỏi về đầu tư và kinh doanh anh chị. Thế nên là anh chị cũng nên chọn cho mình những mối quan hệ để chị nên giao lưu, đúng không ạ? Và vậy thì những người bạn mà tôi đã rời bỏ ở Rexo thì sao? Và ngày nay họ vẫn là những người bạn tốt, họ sẽ luôn là những người bạn tốt, bởi vì ở đó họ ủng hộ trong giai đoạn chuyển tiếp của cuộc đời. Nhưng đối với tôi đó là thời điểm để tiến lên. Nếu đó là thời điểm để tiến lên ở góc phần tư C và đang phải gọi, thì bạn sẽ muốn gia nhập vào doanh nghiệp kinh doanh theo mạng và bắt đầu gặp gỡ những người bạn mới. Và đó là Trang đã đọc trong cái chương sách số 11. Bây giờ thì Trang sẽ nhường lại mic cho em trưởng chị Xuân Nguyên, có thể là đọc là phân tích một vài cái tư duy trong cái chương số 11 ạ. Rồi, cảm ơn nhóm trưởng Mã Huyền Trang đã chia sẻ sách rất là hay. Thì chương số 11 thì chủ yếu là nói về là môi trường xung quanh mình, và cụ thể ở đây môi trường đó là những người bạn cùng chia sẻ ước mơ và giá trị. Thì đối với làm khi mà mình làm những công việc mà không phải là kinh doanh hệ thống, bạn người cố tắt mất tích nhé. Khi mà mình làm những cái công việc có thể là nhóm L đi hay là nhóm T đi, thì là luôn luôn có sự cạnh tranh,
với cả là cạnh tranh trong của nhân viên trong phòng ban hay là giữa các phòng ban với nhau, rồi cạnh tranh giữa những doanh nghiệp nhỏ với nhau. Nhưng mà còn đối với công việc của kinh doanh thương mại thì bản thân mình là một chủ doanh nghiệp và những người bạn cùng làm công việc đó với mình họ cũng là chủ doanh nghiệp, tức là mỗi người thì đều là những người chủ độc lập, những thành viên độc lập. Tuy nhiên là không có cạnh tranh lẫn nhau mà là sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Ở trang 129 ở phần đầu có một cái câu đó là sự thành công của bạn là những gì đảm bảo cho thành công của họ. Cho nên là mình không tức là không có sợ là người bạn của mình hơn mình, hay là mình cũng không sợ là gắn ghét trong công ty, trong những người bạn cùng nhau làm việc với nhau. Bởi vì là mình sẽ kinh doanh trên hệ thống thì tùy thuộc vào mỗi cái công ty mà sẽ có những cái mức mà chi trả rồi trả thưởng, trả hoa hồng. Nhưng mà làm sao là luôn luôn đảm bảo quyền lợi cho tất cả thành viên. Và khi mà mình làm, mình có kết quả riêng mình và những người bạn làm việc cùng mình cũng có kết quả thì nó góp phần cho cái kết quả của chính mình. Cho nên là ở đây là mọi người không có cạnh tranh lẫn nhau, mà cái cốt lõi ở đây đó là luôn có cái tinh thần học hỏi và phát triển bản thân. Giống như mình quay lại cái chương số 10 ha, trang số 116 ở cái phần dần cuối cũng có một cái câu cũng khá là hay nữa là lý do bạn muốn gia nhập một công ty kinh doanh thương mại chính là họ sẽ hỗ trợ cho con người giàu có bên trong bạn đứng lên và được công nhận. Thì cái sự hỗ trợ cho con người giàu có bên trong mình thì nó bao gồm là cái chương trình đào tạo của công ty hay là những người bạn mà làm việc cùng mình trong công ty đó. Những người bạn hay kể cả là những khách hàng mình làm việc đó. Những khách hàng mình làm việc là cũng là những cộng sự tương lai của mình đó. Cái giá trị thứ ba nữa là giá trị về con người, những người cùng nhau chia sẻ ước mơ ha. Mọi người đều có mục tiêu về tự do về tài chính, tự do về thời trang, tự do về thời gian và phát triển bản thân. Nếu như nhóm chữ Huyền Trang đã chia sẻ rằng là mình sẽ là theo luật hấp dẫn mà năm người xung quanh bạn là ai thì sẽ biết bạn là ai. Hay là có thể là không để nói là năm người thì cái con số này nó cũng tùy ha. Có thể là mình chơi với 3 người hay là chơi với 10 người thì những người xung quanh của mình là nhiều như thế nào thì sẽ quyết định bản thân mình là người như vậy. Và mình hãy tự đặt cho mình câu hỏi đi. Ngay sau buổi hôm nay hay là ngay bây giờ luôn, mình hãy đặt cho mình câu hỏi là cái thời gian mà mình dành ra để mình giao du với ai và những cái người mà mình nói chuyện hàng ngày ấy, thì nó có giúp cho mình đạt được cái sự thành công, sự giàu có hay không, đạt được cái mục tiêu của mình hay không. Mình hãy tự đặt ra cho mình câu hỏi đó đi. Nó cũng rất là quan trọng ha. Mình dành thời gian làm cái việc gì thì tương lai mình sẽ trở thành con người như vậy. Cho nên mình dành thời gian với những người mà giúp cho mình tự do về tài chính thì tương lai chắc chắn mình đạt được sự tự do về tài chính. Còn mình dành thời gian cho những người mà suốt ngày nói những cái câu chuyện mà nó không giúp ích gì được ấy, thì chắc chắn là về tương lai thì mình không thể nào có sự phát triển được. Và mình phải luôn luôn đặt cho mình cái tâm thế là mở rộng mối quan hệ của mình, một mạng lưới mối quan hệ, không những trong công việc chính, công việc kinh doanh hệ thống của mình hay kinh doanh theo mạng lưới, mà là những cái mối quan hệ, những người bạn giàu hơn, những người trong nhóm C và D. Thì khi mà cái mục tiêu của mình càng tăng lên ấy, thì mình càng có những cái mối quan hệ tương xứng với mục tiêu. Giống như là bác Robert Kiyosaki thì lúc trước làm ở trong tập đoàn Xerox thì bác có rất nhiều mối quan hệ, những anh chị em mà cùng làm chung với bác trong công ty, trong tập đoàn Xerox, thì đó cũng giúp ích cho cái sự thành công của bác khi mà bác có làm nhân viên bán hàng ở Xerox luôn. Nhưng mà khi
mà bắt đầu là cái mục tiêu mình lớn hơn rồi, mục tiêu bác đã là muốn xây dựng chủ doanh nghiệp rồi, thì đương nhiên là mình không thể nào mình dành quá nhiều thời gian cho những người bạn của mình ở tập đoàn sẽ rất được. Mình bắt buộc phải có những mối quan hệ khác, những mối quan hệ mà giúp ích cho sự thành công bao giờ của mình. Tuy nhiên nhóm tiểu thuyền trai nói là nếu mà khi mà mình bắt đầu phát triển bản thân mình lên thì mình sẽ dần dần mình cảm thấy là những mối quan hệ cũ họ không còn hiểu mình nữa, họ cảm thấy là mình khác với họ, thậm chí là hay là thường nói mình những cái mà nó không được vui cho lắm, không được tích cực cho lắm. Thì cách mà mình hành động là sao? Cách của mình hành động thì là mình không an tâm đến họ nữa, mình tiếp tục mình phát triển công việc của mình. Và khi nào mà mình phát triển tư duy của mình lên rồi, tư duy mình vững vàng rồi, mình có thể là mình nói chuyện lại với họ. Nhưng mà khi mà tư duy mình phát triển lên thì thực sự là những mối quan hệ cũ nó cũng không thể nào mà nói chuyện mình được nhiều nữa. Bởi vì khi mà không cùng tiếng nói chung nữa, đôi khi là mình không cần phải chủ động mà mình ngừng liên lạc với những người bạn của mình, mà chỉ cần là khi các anh chị em mình mà tư duy mình đã cao lên rồi thì tự động mình nói chuyện với những người bạn cũ, mình không biết nói câu chuyện gì. Giống như là một người ở đây thì toàn là các chị thôi, hôm nay toàn là các chị không biết các anh đâu. Ví dụ như là các chị nào mà mình có gia đình, bắt đầu kết hôn sinh con rồi, thì gặp một người mà chưa có gia đình, chưa kết hôn sinh con, hai người không biết nói câu chuyện gì cả. Bởi vì những người mẹ thì thường là sẽ nhắc đến con cái của mình rất là nhiều, trong khi những người mà chưa có gia đình thì sẽ thường nhắc đến người yêu. Ví dụ như vậy đi. Thì đối với những mối quan hệ khác của mình, khi mà tư duy mình tăng lên thì mình sẽ thích nói về những mình đọc sách gì này, mình kinh doanh như thế nào này, hay là đi du lịch ở đâu này, đi chơi, đi tận hưởng cuộc sống ở đâu này. Mình thực sự không phải là mình không muốn nói chuyện với những người bạn cũ, nhưng mà không biết nói gì. Và kể cả những người bạn cũ cũng cảm nhận được là một cái trường năng lượng nó khác với họ, thế nên là họ cũng tức là cũng tự tách ra. Thì theo quy luật hấp dẫn thôi, cũng không thể nào mà hút cái người mà không tương đồng tư duy với mình, hay những người bạn cũ của mình thì cũng không thể nào mà thu hút lại được mình được nếu như mình không tăng tư duy lên. Và mình cũng không nên buồn thôi, hay mình cũng không nên nghĩ rằng là giống như là mình kinh doanh ấy thì mình bị vô cảm gì. Thật ra anh chị có hiểu một cái câu chuyện là khi mà mình tăng tư duy, mình giỏi lên, tài chính của mình tốt hơn, thì những cái người mà người ta thực sự yêu quý mình ấy, họ sẽ rất là vui vẻ, hạnh phúc với cái thành công của mình. Còn những người mà họ ra vẻ là nói những cái câu không tích cực, những cái điều mà không tốt về mình, thì thực chất là bản chất là họ cũng không yêu quý gì mình như mình nghĩ đâu. Và mình phải lưu ý, mình phải cẩn trọng với cái người mà mình dành thời gian hoàn toàn nhé. Rồi kết thúc cái buổi đọc sách ngày hôm nay đi. Là mình học hai chương đúng không? Chương là về giá trị của một doanh nhân, những kỹ năng cần có của một người làm nhóm sale là gì. Mình phải lưu ý rằng là mình phải có ý chí, mình phải có mục tiêu rõ ràng và liên tục kiên trì tập trung vào mục tiêu của mình, và cần thời gian để cho mình phát triển hay công việc kinh doanh của mình phát triển. Và mình cần có một môi trường, những người bạn cùng học tập, cùng phát triển, cùng tăng tư duy và cùng giúp đỡ nhau trong công việc kinh doanh của mình. Không những là công việc kinh doanh hệ thống đâu, mà mình có thể mình suy ra đây là bất kỳ công việc nào mà mình mong muốn theo đuổi thì mình cũng cần những cái điều đó cho nó cả. Chứ không phải là đây là cuốn sách nói về kinh doanh hệ thống, nhưng mà mình cũng có thể là mình liên kết với chính cái công việc của mình hiện tại, chính cuộc sống của mình hiện tại, nó cũng đều đúng rồi các anh chị. Cái quyển sách này nó chỉ có đặc biệt một cái là quyển sách này thì chuyên nói về là kinh doanh hệ thống thôi, nhưng mà về tư duy của một người chủ doanh nghiệp ở nhóm C, ở góc phần tư C thì là đều như nhau cả, không đều như nhau cả. Và có một cái lợi thế ở công việc kinh doanh theo hệ thống đó là mình sẽ được đào tạo và mình sẽ được làm việc với những con người
không có cạnh tranh với mình mà còn hỗ trợ sự phát triển của mình. Ok, vậy thì Nguyên xin kết thúc buổi đọc sách ở đây ha. Hẹn gặp các anh chị em mình vào buổi tối nay đúng 8 giờ nha. Mình tham gia sớm nha, các anh chị tham gia sớm và tham gia đầy đủ để mình nhận đầy đủ giá trị. Hôm nay thì mình tối nay mình sẽ đọc cuốn sách Quỹ Giàu Làm Giàu rất là hay, rồi sẽ được nghe nhóm chữ Huyền Trang chia sẻ về bộ công thức của phù hợp. Rồi xin cảm ơn tất cả các anh chị em mình đã tham gia dân và lắng nghe Nguyên cũng như là các anh chị em khác chia sẻ đọc sách. Rồi và mình cũng gửi lời cảm ơn đến nhóm chữ Huyền Trang, đến mọi người đã gửi lời học tập cho mình, và gửi lời cảm ơn đến những người bạn hỗ trợ của mình giới thiệu cho mình môi trường vô cùng tuyệt vời này. Và đồng thời là mình cũng gửi lời cảm ơn đến nhóm chữ Anh Khởi Phạm người đã tạo ra xây dựng nhóm học tập. Rồi, ok. Xin chào.